Vệ sinh hồ Koi dễ hay khó? Hãy cùng Hải Tùng tìm hiểu. Sau khi khảo sát và lên phương án, thì Hải Tùng đã mang thiết bị chuyên dụng đến để chuẩn bị bắt đầu công việc. Tất cả các vật liệu lọc sẽ được nhấc lên để xịt rửa. Đầu tiên là chổi lọc. Sau một thời gian không được vệ sinh thì có thể thấy rõ lượng chất bẩn bám trên chổi là cực nhiều. Các anh em kỹ thuật ở Hải Tùng đã dùng vòi xịt tăng áp để xử lý, đảm bảo cho từng chiếc chổi được sạch sẽ nhất. Tiếp theo là di mát, cũng sẽ được đưa toàn bộ lên để chuẩn bị xịt rửa. Đối với di mát, ngoài xịt rửa ra thì cũng cần phải rũ sạch để loại bỏ hoàn toàn những chất bẩn bám sâu bên trong. Trong lúc xịt rửa di mát thì bùn đất, phân cặn bẩn lắng trong ngăn lọc cũng sẽ được hút ra. Bây giờ sẽ đi kiểm tra lại toàn bộ các ngăn lọc sau khi vệ sinh để chuẩn bị căn chỉnh và lắp đặt lại vật liệu lọc. Ngoài sắp xếp lại vật liệu lọc thì anh em kỹ thuật Hải Tùng cũng sẽ kiểm tra lại toàn bộ các cái thiết bị ở trong hồ để đảm bảo vận hành hồ tốt nhất. Bước cuối cùng không thể thiếu đó là dọn dẹp và trả lại cảnh quan hồ sạch đẹp như lúc ban đầu. Vậy theo các bạn, vệ sinh một hệ thống lọc hồ Koi là dễ hay khó?